Chiều ngày 6 tháng 5, tại công trường thi công dự án tòa nhà hỗn hợp The Lai Phú Yên, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một thanh cầu dài hơn 20 mét đã bị rơi xuống từ trên cao. Khi rơi xuống đường thì một đầu thanh cầu đã va vào trạm tín hiệu giao thông rồi chạm đất, một đầu đập vào bình hạ thế của trụ điện và treo lơ lửng cách mặt đất 5 mét. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, lượng người qua lại khu vực này rất đông, nhưng rất may là không có ai bị thương. Công an thành phố Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường, phân luồng không cho người dân lưu thông qua khu vực này để bảo đảm an toàn và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai lắp đặt các thùng giảm chấn trên cầu Sài Gòn và một số tuyến đường lớn để giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm tai nạn giao thông. Các thùng giảm chấn thương được làm bằng nhựa tiêu chuẩn, có độ đàn hồi cao, được sơn phản quang để người lái xe có thể dễ dàng quan sát từ xa, nhất là vào ban đêm. Bên trong chứa đầy cát có tác dụng giảm chấn thương khi xảy ra va chạm. Sở Giao thông Vận tải đánh giá ban đầu, thùng giảm chấn đã phát huy hiệu quả, giúp giảm số vụ tai nạn và tình trạng chấn thương so với trước đây. Sắp tới, sở sẽ nhân rộng và lắp đặt các giải phân cách mềm bằng nhựa ở giữa làng ô tô và xe máy trên hàng loạt tuyến đường có mật độ lưu thông cao, nhằm góp phần kéo giảm các vụ tai nạn giao thông, kéo giảm chấn thương cho người khi xảy ra tai nạn. Ngày 5 tháng 5, tại khúc cua khu vực Hồ Tiền Phong thuộc địa phận xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho hai người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 5 tháng 5, chiếc xe ô tô biển xanh, biển kiểm soát 27A00028, lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La, Hà Nội. Khi đến khúc cua khu vực Hồ Tiên Phong, địa phận xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thì bất ngờ lật ngửa khiến hai người bị thương nặng. Một số nhân chứng cho biết, khu vực này trước đó có mưa, mặt đường trơn trượt, khả năng do chiếc xe đi nhanh khi vào cua gặp mặt đường trơn trượt đã mất lái dẫn đến lật ngửa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngành chức năng khuyến cáo quốc lộ 6 vốn có nhiều đoạn đường hẹp cua gấp, người điều khiển phương tiện lưu thông cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn, nhất là thời điểm này có nhiều trận mưa rông xảy ra làm mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 5 tháng 5 tại ngã tư Giếng Nước, thành phố Vũng Tàu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy xe ô tô hiệu Kia Sorento do một phụ nữ điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh về ngã tư Giếng Nước thì bất ngờ lao nhanh lên vỉa hè gây tai nạn nghiêm trọng. Xe ô tô này đã tông trúng hai người và tông vào hai xe máy phía trước. Nữ lái xe được cho là đã đạp nhầm chân phanh với chân ga. Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng xã hội thì đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa phần đều bày tỏ vô cùng bức xúc với hành vi lái xe bất cẩn và thiếu kỹ năng của nữ tài xế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.